mọi người là đồ bộ thể thao nam nha mọi người. Cái chất liệu của nó là cái chất liệu thun lạnh ha, co giãn 4 chiều nên là mình mặc rất là thoải mái nè. Có size cho người từ 40 cân cho tới 75 cân là mình mặc vừa. Còn chất liệu vải quần của nó là vải dù nha mọi người. Vải dù ha. Và bên hông của nó là có dây kéo nha mọi người. Túi là có dây kéo nè. Đó, rất là đẹp luôn. Giá của nó combo 2 bộ là 190.000 cho 2 bộ ha. Và màu như thế này nha mọi người. Đó, nó có màu này là màu sấm khói nè. Màu sấm đậm nè. Màu xanh nè. Màu trắng nè. Màu xanh đen nè. Và màu đen nha mọi người. Mặc rất là mát ha. Độ đàn hồi, độ co giãn của nó là 4 chiều. Mọi người thích màu nào thì mọi người chọn màu đó giùm Mai nè. Đó, độ co giãn của nó là 4 chiều. Nên là mình mặc rất là thoải mái ha. Mai để gần cho mọi người xem từng cái đường kim mũi chỉ nè. Đó, để mà lấy cái màu này mình dễ xem nè. Đường kim mũi chỉ thì Mai rất là kỹ mà rất là sắc sảo ha. Và logo của nó thì sẽ được thêu luôn nha mọi người. Giá của nó chỉ có 190.000 cho 2 bộ ha. 190.000 cho 2 bộ dành cho những anh từ 40 cân cho tới 75 cân là mình mặc vừa. Mọi người đặt hàng thì mọi người chỉ cần để lại số điện thoại hoặc là inbox trực tiếp bên trang của Mai thì bên Mai sẽ có nhân viên tư vấn xay số cho mọi người ha. Mọi người được kiểm tra hàng trước rồi mình mới thanh toán nha. Đó, những cái đồ bộ này thì những cái bộ thể thao này thì mình mặc rất là thoải mái, mình mặc ở nhà cũng được, mình mặc thể chơi thể thao cũng được. Mình kết hợp đối với những cái áo này thì mình có thể là kết hợp với những cái quần thể thao, quần đùi hoặc là quần tây, quần jean gì cũng rất là thích hợp nha mọi người. Đó, 190.000 cho 2 bộ ha. Và phí ship bên Mai thì đồng giá là 30.000 và bên Mai sẽ gửi cho mọi người từ 2 đến 4 ngày sẽ nhận được hàng nha. Kiểm tra trước rồi mọi người mới thanh toán ha. 190.000 cho 2 bộ như thế này. Đặt hàng thì mọi người để lại số điện thoại giùm Mai nè. Hoặc là inbox trực tiếp, nhân viên bên Mai sẽ tư vấn size số cho mọi người nha.